Hai này to hơn con bi. Nhìn người to hơn. Cái hai cái vú nó cũng xảy xuống này ra nó không liếm được vết khâu. Con này giống mẹ. Con này chỉ được xám giống mẹ thôi. Trồng được mà, bò khai thì trồng được. Con mẹ này quấn người à? Ừ.
xanh trắng nhà em á, cho đi ra ngoài không như này có được đâu. Nó trốn luôn. Cái hai cái vú nó cũng sẽ xuống thành ra nó không liếm được vết khâu. Ủa con kia xong một đêm. Là mẹ đầm đang ghê. Mẹ dậy liếm con cái. Chồng kia ăn được. Đó làm gì đấy? Lấy cho em mượn, lấy cho em đi. Mẹ đây đây. Bư à. Ơ cái đứa này tì ở chỗ nào đấy? À. Lúc nách. Chưa tì lúc nách anh có đi không? Ừ, có. Sao dậy nhiều thế hả? À? Hôm trước ra có thấy dậy như này đâu. Hôm qua tiêm một chiều dậy. Sao người đi ra ngoài nó kết quả nó bị thương.